Thưa các bạn, hôm nay tôi làm thí nghiệm với cái bo FPGA Nanobot 2 của Antiu. Hôm nay tôi làm cái bài thí nghiệm là đọc ảnh, hiển thị ảnh, nói chung là giải mã ảnh JPG. Thì ở đây là phần kết quả này. Đấy. Đọc ảnh hiển thị lên, rồi hiển thị một phần, rồi hiển thị trên góc của ảnh, vân vân. Đấy. Thì ảnh ở đây vừa cái khung màn hình hiển thị này là chỉ có ảnh kích thước 240 nhân với 320. Đấy, ảnh JPG. Và phía bên này là phần thiết kế. Thì cái phần thiết kế thì tôi thiết kế một cái trong này có một CPU. CPU này chính là cái JPG, JPEG decoder. Đấy, và trong hệ thống thì có tôi sử dụng RAM, hai thanh RAM bên bên trong cái bo nanobot và màn hình TFT. Đấy, ở phía dưới này là cái bộ phận reset. Thì trong cái này nó là một cái phần, vì tôi thiết kế trên OpenBus cho nên là nó được thiết kế rất là đơn giản. Tôi dùng một cái chip là TSK 3000, 32 bit RIG, và một bộ giải mã JPEG, JPG deck, decoder đấy, là hỗ trợ sẵn, và một cái màn hình hiển thị TFT. Bên cạnh đó thì còn có một cái gọi là short terminal, để dành để hiển thị trạng thái của hệ thống thông qua cái giao diện USB. Đấy, SRAM. Cấu hình của thiết bị này như sau. Đấy. FPGA là sử dụng 16K bộ nhớ, và bộ nhớ JEDEC, rồi RAM. RAM thì tôi sử dụng ở bộ SRAM không đồng bộ, và dung lượng là 1 MB. Đấy. Đối với các cái thiết bị khác như này thì là hoàn toàn bình thường. Đấy, bây giờ hoàn toàn bình thường. Thế sau khi như này thì cắm vào trong cái cắm nanobot vào trong cái máy tính ấy. Thì trong quá trình com line, rồi biên dịch, rồi build các thứ là thành công. Đấy, thì sau khi thành công xong rồi thì nạp vào trong trong nanobot. Nanobot thì ở đây chính là cái CPU nó đang running, và ở đây là cái soft terminal. Cái soft terminal nó sẽ hiển thị trạng thái hệ thống, là bên trong này nó có mình viết gì hiển thị cái gì thì mình viết như thường, mình sẽ viết trạng thái hệ thống là nó đang chạy như nào rồi. Đấy. Đây, ví dụ reset này, nó chạy ngay từ đầu rồi, khởi tạo đây. Đấy, hiển thị hình ảnh này. Đấy. Sau đó thì hiển thị một phần của ảnh. Đấy. Chọn phần nào thì mình chọn. Thế sau đó thì dịch ảnh. Đấy, vẫn trên cái màn hình này mình dịch ảnh, nó trôi 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 trôi. Đấy. Đọc và hiển thị từng phần một từ trên dưới, đã biết là thứ tự hiển thị ảnh như nào. Đấy. Vân vân, có thể hiển thị trên một cái góc nhỏ 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 ở phía bên trên này cũng được. Đấy, thì kết quả nghiên cứu sau một buổi của tôi là như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.